mời tất cả các bạn nha. Và chúng ta sẽ ổn định để chương trình sẽ bắt đầu. Phụ của hội thi học sinh thanh lịch năm học 2019-2020. Mời các em có số báo danh sau đây tiến lên sân khấu ạ. Cặp đôi thí sinh mang số báo danh 34. Mời cặp đôi có số báo danh 29. Cặp đôi thí sinh mang số báo danh 05. Cặp đôi thí sinh số báo danh 03. Và giải phụ cuối cùng cặp đôi mang số báo danh 35. Xin mời các cặp thí sinh có số báo danh vừa nêu nhanh chóng tiến lên sân khấu. Đặc biệt rồi thì nó được giải phụ đúng không? Cặp đôi thí sinh có số báo danh 03. Cặp đôi thí sinh có số báo danh 25. Cặp đôi thí sinh có số báo danh 35. Vậy là mình được giải chính rồi. Lộn rồi. Lộn. Nãy dừng là do vớt đó. Xin mời cặp đôi thí sinh có số báo danh 03 tiến lên sân khấu. Mời cô.
thuộc về cặp đôi thí sinh có số danh. Số mấy ạ? 03. Tất cả. Trân trọng kính mời cô Trịnh Thị Trúc Linh. Trân trọng kính mời thầy Nguyễn Thanh Sang, tổ trưởng. Thầy Trần Thanh Sang, tổ trưởng tổ bộ môn toán. Lên trang giải thưởng cho các em. Kính mời thầy. Mời hai tay chết, 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 mời hai tay chết,
chưa để các em còn bước lên phía trước nữa. Gôn mày, gôn mày. Cảm ơn sự có mặt và cổ vũ nhiệt tình của tất cả quý vị khán giả đêm nay.